Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 1 năm 2019 năm 2020 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về những cái mặt hàng kg và những cái phần phi điệp tím hàng bóc chuẩn rừng vùng Cao Bằng, thêm những cái giò lan thuần để giao lưu cùng cô chú anh chị với hàng đang nụ hoa Tết ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Thì hôm nay thì ngoài những cái mặt hàng kia lan thì em có thêm một số vật tư, đó là em có vỏ thông nhá. Có vỏ thông để bán với giá là 20.000 cho 1 kg này, và thêm một số cái chế phẩm mà rất là cần thiết cho bất cứ những cái người chơi lan nào. Bất kỳ kỳ một người chơi lan nào ạ. Đó là thứ nhất là về hùng nguyễn này. Hùng nguyễn thì em bán mỗi một lọ hùng nguyễn là 25.000 cho một lọ nhá. Và một cặp như vậy thì sẽ là 50.000. Và B1 thái. B1 thái thì em sẽ bán với giá là 40.000 một lọ B1 thái này. Duy xanh, kích kỳ duy xanh nhá là 60.000. Kích kỳ duy đỏ là 70.000 ạ. Và cái dòng N3M da rễ cực mạnh. Cái dòng N3M này em bán với giá là 25.000 cho một lọ N3M này. Rồi sau đây em xin được điểm qua những cái mặt hàng kg này. Thứ nhất là hoàng thảo kèn tím. Hoàng thảo kèn hàng khai thác trực tiếp từ rừng cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì đang bắt đầu nứt những cái nụ rồi này cô chú anh chị này. Đó. Hoàng thảo kèn rừng em bán với giá là 750.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo kèn rừng thì riêng khi mà ra hoa, những cái bông hoa của nó thì phải nói là cực kỳ là to. Và bên này là kèn vườn. Em cũng xin nói thêm là kèn rừng nhá. Tình trạng của hàng kèn rừng ấy thì bao giờ cũng sẽ có một thân tơ kèm vài thân già, và cũng sẽ có cái sự gãy dập nhất định với hàng kèn rừng ạ, hàng khai thác ở rừng. Còn bên này là hàng kèn vườn này cô chú anh chị này. Kèn vườn thì cô chú anh chị nếu như mua kèn vườn thì sẽ được rất là nhiều tay hoa, tại vì hàng này là 100% thân hoa, hiện tại cũng đang nứt nụ hết như vậy nhá. Hoàng thảo kèn vườn đấy ạ. Có những cây nụ đã rất là lớn rồi. Em bán với giá là 620.000 cho 1 kg. Và bên này là lô hoàng thảo hoàng lạp này cô chú anh chị này. Hoàng lạp rất là xanh, đẹp, đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Hoàng thảo hoàng lạp em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Hàng chuẩn bị đến mùa hoa rồi cô chú anh chị nhá. Mùa hoa xuân ạ. Cô chú anh chị ghép thời điểm bây giờ để thưởng thức cái mùa hoa xuân rất là tuyệt vời luôn. Và bên này là những cái chậu đai châu chậu gỗ cô chú anh chị này. Cái đai châu chậu gỗ, mỗi một chậu đai châu chậu gỗ này nó có lỗi lá rất là nhẹ. Lỗi lá nhẹ và một chậu đai châu rất là đẹp như vậy. Em bán với giá là 220.000, một chậu thì gồm có 2 cây và mỗi một cây thì cũng rất là xinh ạ. Đó. Hàng chậu gỗ rất là đẹp như thế này. Với giá là 220.000 cho một chậu đai châu thôi nhá, cô chú anh chị nhá. Đó. Phải nói là giá cực kỳ là rẻ luôn, rất là yêu thương luôn ạ. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình. Hàng này thì có lỗi lá nhưng lỗi nhẹ cô chú anh chị này. Và bên này đây là dòng hạc vĩ ạ. Hạc vĩ thì mùa này cây khô ráo và cô chú anh chị mua sẽ rất là lợi cân. Nhìn cây thì gần như nếu như cô chú anh chị nào mà mới tập chơi thì cảm giác như không có sự sống, nhưng mà cây này thì cực kỳ là rất là đảm bảo về giống, của chú anh chị cứ yên tâm nhé. Một dạo nữa là sẽ bắt đầu có nụ và có hoa và sẽ lên mầm ạ. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị chỉ cần lấy nửa kg là đã có một cái giò hạc vĩ rất là đẹp rồi. Và bên này là kiều vuông cánh trắng này cô chú anh chị này. Kiều vuông cánh trắng ạ. Hàng cũng khá là hiếm, không có nhiều. Trên hiện tại thì em thấy là hàng cũng không có nhiều. Thỉnh thoảng mới có một lô hàng về kiều vuông cánh trắng. Em bán 220.000 cho 1 kg này. Và đây là bạch nhạn nhé cô chú anh chị. Những cây bạch nhạn lá xếp rất là xinh như thế này. Cây to, cây nhỏ em bán lô xô cả. Với giá là 140.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị. Và bên này em còn có một cái lô sơn thủy tiên này. Duy nhất cái lô sơn thủy tiên này. Rất là nhiều luôn. Em bán với giá lô này là 150.000 cho lô sơn thủy tiên này. Và bên này là long tu đá hoa tím này cô chú anh chị này. Long tu đá hoa tím hiện tại thì cũng đã bắt đầu có những cái mắt nụ hết rồi đấy ạ.
Long tô đá hoa tím em bán với giá có 160.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Nụ đã nổi rất là rõ rồi ạ. Cây này sưng hẳn nụ lên rồi này. Long tô đá hoa tím thì em có hai loại. Loại này là loại thân dài này. Còn loại bên này là loại hàng thân ngắn này cô chú anh chị này. Loại thân ngắn nhưng mà thân cực kỳ là nù luôn. Đây cô chú anh chị nhìn này, cây này thì ngắn ngắn như vậy thôi. Nhưng mà so với cây dài này thì nó nù hơn rất là nhiều. Đó. Hàng dài hay là hàng ngắn nù mập em đều bán đồng giá với giá là 160.000. Và cô chú anh chị muốn lấy hàng nào thì báo rõ cho em, muốn lấy hàng ngắn nù được rất là nhiều. Hay là hàng dài thì cô chú anh chị báo để em đóng chuẩn hàng cho cô chú anh chị nhé. Và bên này là lô hoàng thảo vôi Bắc. Thân to đùng luôn, lô hàng về phải nói là cực kỳ là đẹp, ít có lô vôi nào mà thân nó lại to đẹp tuyệt vời như thế này. Hoàng thảo vôi Bắc. Hoa cực rất là tím. Mà hương thơm thì vô cùng tuyệt vời luôn rồi. Vôi Bắc thì hoa rất là tím của chú anh chị nhé. Em bán với giá vôi Bắc là 220.000 cho 1 kg. Còn đây là hỏa hoàng cam ạ. Hỏa hoàng cam. Những cây lá xếp rất là xinh. Hỏa hoàng cam em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Dòng hỏa hoàng cam này thì cái lá của nó rất là cứng của chú anh chị này. Khi mà đóng gói vận chuyển từ rừng về thì sẽ rất là khó mà giữ được cái lá. Tuy nhiên thì cái lô hàng này người dân người ta khai thác giữ được lá rất là tốt. Có 220.000 cho 1 kg thôi, em bán từ nửa kg nhé. Với một nửa kg cô chú anh chị có thể có những cái giò hỏa hoàng cam rất là đẹp rồi. Và đây em có hai phần tam bảo sắc hoa vàng, mỗi một phần như vậy thoải mái cho cô chú anh chị có thể ghép được một giò tam bảo sắc rất là đẹp, tam bảo sắc rất là đẹp nhá. Dòng hoa vàng không có nhiều, phân bố rất là hẹp cô chú anh chị này. Và mỗi một phần dáng hương tam bảo sắc hoa vàng như thế này. Đó, một phần như vậy em bán với giá là 70.000 cho một phần cô chú anh chị nhá. 70.000 một phần dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Và bên này là dòng lan vũ nữ cá mập này cô chú anh chị này. Hàng hiện tại cây đang bắt đầu nụ và đang nở hoa. Vũ nữ cá mập một chậu như vậy, cái sắc tím rất là yêu luôn cô chú anh chị này, đang bắt đầu nở dần một số bông ạ. Hàng này hoa chơi Tết nhá, em bán một chậu là 150.000, hoa rất là bền, hoa rất là bền và sắc tím rất là yêu luôn đó. Mỗi một chậu thì đều có một vòi hoa, một chậu một vòi hoa cô chú anh chị nhá. Em hiện tại em còn có 3 chậu duy nhất thôi, 3 4 chậu, 3 chậu duy nhất còn có hoa thôi, còn 4 chậu duy nhất cô chú anh chị này. Và bên này là kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp sơn thơm ạ. Bởi vì hoa của nó rất là thơm, độ bền phải trên 50 ngày, hiện tại thì đang chi chít nụ luôn cô chú anh chị này. Đó, rất là nhiều nụ luôn ạ. Kim điệp thơm này em bán với giá là 160.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. 160.000 1 kg. Cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ sẽ được ngắm hoa ngay trong cái thời gian rất là gần gần tới, có thể là nở hoa vào Tết luôn đấy ạ. Và ở đây thì hôm nay em còn có duy nhất hai chậu lan mặt trời Bangkok hay là Sunset Bangkok. Hàng hiện tại là đang hoa này cô chú anh chị này. Mỗi một chậu như vậy thì em bán với giá là 150.000. Hoa này thì hiện tại là đang hoa rồi. Nhưng mà thoải mái cô chú anh chị chơi Tết nhá. Hoa rất là bền. Cô chú anh chị nào sở hữu cả hai giò như vậy em sẽ để giá 280.000. Còn nếu như cô chú anh chị lấy một giò thôi em sẽ để giá 150.000 cô chú anh chị nhá. Mà cô chú anh chị lấy hai giò thì ghép lên sẽ có một giò lan rất là đẹp luôn. Đó, sẽ có một cái chậu lan rất là đẹp. Và bên này là những cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng này cô chú anh chị này. Hoa mùi hương rất là ngọt ngào, hoa cực kỳ là bền luôn. Với giá 80.000 cho một chậu vũ nữ hồng lâu mộng rất là xinh, yêu như thế này. Cô chú anh chị có thể để trong phòng khách hay là bàn làm dễ việc rất là xinh ạ. Hàng này thì em để hàng giống thôi cô chú anh chị nhé. Tại vì là hiện tại là hoa đã nở hết rồi. Và gần như là cũng đã những cái nụ thì cũng bị rụng nhiều ạ. 80.000 cho một cốc này. Và bên này là dòng cát lai A, hàng cát một lá, hàng cát đại của chú anh chị này. Hàng cát đại này thì ở đây em có một chậu là đang hoa màu bả, màu đỏ, màu sắc đỏ, hai bông rất là đẹp luôn. Bông hoa to đùng mà nở hai bông rất là xinh luôn này cô chú anh chị. Chậu cát đang hoa này em bán với giá là 160.000. Và hai chậu cát này thì không biết màu sắc cô chú anh chị nhé. Hàng này chưa có nụ, không có nụ. Cô chú anh chị về chăm để đợi mùa hoa tiếp theo ạ. Và riêng dòng cát thì nó cũng rất là siêng hoa. Cát này, mỗi một chậu cát không có hoa này em bán với giá là 120.000 cho một chậu. Và bên này là dòng trầm tím này. Trầm tím này thì là hàng tuyển chọn với tỷ lệ gãy dập rất là ít này cô chú anh chị. Tỷ lệ gãy dập rất là ít nhá. Hàng trầm tím rừng Myanmar em bán với giá là 750.000 cho 1 kg.
Và ở đây là những cái chậu phi điệp tím, những cái chậu mà có mặt hoa phải nói là siêu đẹp, được những cái nhà vườn nhân giống và giao lưu đấy ạ. Những cái chậu này thì thời điểm hiện tại cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nó đã đứng hết ngọn rồi. Đó, đứng hết ngọn hoàn toàn và chưa lên mầm, nên thời điểm bây giờ cô chú anh chị lấy để mà sang chậu chăm để chăm mầm mới, đón mầm mới là cái thời điểm tuyệt vời nhất. Thứ nhất là cái dòng giả hạc châu Như, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái mặt hoa vô cùng là xuất sắc. Đây là một cái dòng lan đã rất là nổi tiếng lâu nay rồi. Đó, đây là cái hoa mà nở tại vườn trong mùa hoa vừa rồi đấy ạ. Và mỗi một chậu giả hạc châu Như này, mỗi một chậu là sẽ có một thân tơ, một mầm như vậy. Và cái kích thước thì nó sẽ trên 12 cm và thân rất là nù. Và em bán một chậu châu Như như vậy với giá là 150.000 cô chú anh chị nhá. Còn bên bên này là giả hạc tali lưỡi đỏ cho cô chú anh chị nào yêu thích cái mặt bông bệt. Hàng này thì thân vừa nù mà bản lá rất là tròn đẹp luôn, và kèm đó là cái lưỡi bệt, lưỡi đỏ rất là đẹp. Ta ly lưỡi đỏ này em bán với giá là cũng 150.000 cho một chậu nhá. Còn bên này là giả hạc đắc lây này. Giả hạc đắc lây nổi tiếng với cái sức sống rất là mãnh liệt, thân thì cực kỳ là nù. Một chậu thì nó sẽ có ít nhất là hai mầm, hai kiến như thế này, hai kỳ như thế này. Đó. Mới ngắn ngắn mà rất là nù luôn cô chú anh chị ạ. Em bán một chậu như vậy với giá 130.000 cho một chậu. Đây cô chú anh chị nhìn này. Phải nói là nó siêu khỏe luôn ạ. Đẹp. Ngắn nhưng mà rất là to, rụt, mập, nù ú, đẹp tuyệt vời như thế này. Còn bên này là giả hạc Pháp này. Một cốc giả hạc Pháp như vậy thì sẽ có ít nhất là có 4 thân, 4 ki như vậy. Em bán một cốc giả hạc Pháp này với giá là 90.000 cho một cốc của chú anh chị nhá. Hàng này cô chú anh chị về sang chậu sang năm sẽ có một giò giả hạc Pháp rất là đẹp luôn. Cây giả hạc Pháp là một dòng rất là dễ thuần, dễ trồng. Thêm vào đó đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị sang chậu rất là tuyệt vời. Và bên này là em có những cái chậu sơn thủy tiên. Hàng hiện tại cũng đang bắt đầu lùm lùm những cái mắt nụ hết rồi cô chú anh chị này. Những cái chậu sơn thủy tiên rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn ạ. Hàng này trồng bằng bảng dớn nhé cô chú anh chị, nên là rất là tiện cho việc đóng gói vận chuyển. Một chậu rất là nhiều giả hành, rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 250.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị. 250.000 cho một chậu phải nói là đẹp cực kỳ luôn. Hàng này cô chú anh chị mang về tặng bạn bè hay là người thân đều vô cùng là ý nghĩa trong những dịp Tết này. Hàng này chỉ cần ngắm lá thôi, treo ngắm lá thôi đã thích rồi. Khi mà ra hoa thì nó càng tuyệt vời. Hàng chậu bảng dớn này thì em chỉ có 3 chậu duy nhất thôi. Còn ngoài ra thì em còn có những cái hàng chậu nhựa này. Hàng chậu nhựa này cũng với giá là 250.000 cô chú anh chị nhá. Đó, cái chậu nhựa này cũng giá 250.000. Cô chú anh chị muốn lấy hàng chậu nhựa hay là hàng bảng dớn thì cứ báo rõ để em có thể đóng cho cô chú anh chị này. Còn bên này là những cái chậu cúc siêu hoa này. Mỗi một chậu cúc thì sẽ có 3 màu sắc. Một chậu như vậy em bán với giá là 85.000 cho một chậu. Và ở đây em có duy nhất một chậu lan hương quý phi. Hiện tại đang bắt đầu nở hoa, cánh sáp bóng. Phải nói là quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mặt hoa rất là đẹp, ở bên ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều. Màu xanh táo trong vắt rất là đẹp luôn. Đó. Hoa thì rất là bền cô chú anh chị nhé. Đây chỉ có một ngồng hoa duy nhất thôi. Và chậu này thì em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 150.000 nhé cô chú anh chị. 150.000 cho chậu này. Đó, hương quý phi ạ. Lan hương quý phi. Cái màu xanh táo rất là ngọt ngào cô chú anh chị này. Còn bên này là dòng địa lan Sato này. Địa lan Sato thì mỗi một chậu có 5 ngồng hoa. Hàng đang nụ chuẩn hoa Tết như thế này. Em bán với giá là 600.000 cho một chậu. Và bên này là đen đô xuân ạ. Đen đô xuân, hàng đang hoa và đang nụ này cô chú anh chị nhìn cho em cái sắc hoa của đen đô xuân này ạ. Cái sắc tím này rất là yêu luôn. Tím trắng pha trộn lẫn với nhau rất là yêu. Hàng hiện tại thì đang hoa và đang nụ. Em bán một chậu đen đô xuân như vậy với giá là 100.000 cô chú anh chị nhá. 100.000 cho một chậu đen đô xuân. Hàng đang nụ rất là xinh. Và bên này thì em sẽ có những cái hình phi điệp tím, hàng bóc chuẩn rừng của vùng Cao Bằng. Đây là cái thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để cô chú anh chị có thể ghép cái phi điệp tím này, ươm ki hoặc là kích mầm là cái thời điểm tuyệt vời nhất cô chú anh chị nhé. Và phi điệp tím vùng Cao Bằng được coi là một cái vùng miền mà có mặt hoa rất là đẹp và được nhiều người chơi lan rất là ưa thích. Cô chú anh chị có thể cùng xem mặt hoa phi điệp tím vùng Cao Bằng, mà đây là cái mặt hoa nở tại vườn nhà em ạ. Cái tỷ lệ đột biến cũng rất là cao cô chú anh chị nhé.
Đặc điểm bên em thấy rất là thích ở chỗ là bông nào cũng hoa cũng rất là to. Mặc dù thân, kể cả thân không có to lắm nhưng mà bông hoa của nó rất là to, ra kích cỡ rất là to của chính chị ạ. Đó. Và đa số đều cánh bầu bay, cái màu sắc, cái khuôn bông, phân phân các cái phần rất là rõ ràng. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì em có một số hình em đã chia ra giao lưu cùng cô chú anh chị này. Hình số 1 ạ, hình số 1 dề phi điệp tím này. Rất là nhiều mầm gốc, thân già kèm theo, thoải mái cô chú anh chị về để mà kích kỳ nhá. Hình số 1 em bán với giá 450.000 ạ, 450.000 cho hình số 1 này. Đó, cô chú anh chị sang xuân có thể có một cái giò điệp rất là xinh của vùng Cao Bằng. Hình tiếp theo, hình số 2 với giá 600.000 cô chú anh chị nhá. 600.000 với dề điệp tím rất là dài, kèm theo rất nhiều thân già và cả những cái mắt ngủ rất là khỏe như thế này. Đó, những cái mắt ngủ này cũng chuẩn bị đến mùa để mà đâm chồi mới rồi đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này một dề này rất là đẹp luôn, có ba tay hoa cô chú anh chị nhé, kèm theo cả một mớ những cái thân già. Cô chú anh chị nào sở hữu cái giò điệp này thì sang xuân sẽ có một giò điệp, sang năm nhân giống sẽ có một giò điệp vô cùng đẹp luôn. Em bán giò này với giá 1 triệu 6 ạ. Hình tiếp theo hình số 4 này. Hình số 4 em bán với giá là 550.000. 550.000 cho hình số 4. Hình số 5 620. 620, cái dề này kèm theo rất nhiều thân già. Hình số 5 là 620 nhé. Hình số 6 là 500, 500.000. Một cái dề thân rất là mập, ngắn không có dài lắm nhưng mà rất là mập của chú chị này. Mập rụt luôn. Hình tiếp theo hình số 7 với giá là 500.000. Số 7 500.000 ạ. Và hình số 8 này với giá là 580.000. 580.000 cho hình số 8, thân rất là xanh. Hình số 9 với giá là 760.000. 760.000 giờ một dề điệp kèm theo rất nhiều thân già, thân tơ rất là dài cả kỳ ở trên. Hình tiếp theo là hình số 10. Hình này em bán với giá 850.000. Dề này có hai thân tơ cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là hình số 11. 550.000. Một dề này có một thân tơ, bên trên nó có gãy đầu ngọn một xíu nhưng không có ảnh hưởng gì, cô chú anh chị có thể cắt để mà kích kỳ nhá. Hình tiếp theo là hình 12 với giá 490.000. 490.000 một mầm tơ rất là khỏe. Một thân tơ, một thân hoa rất là mập và khỏe. Hình tiếp theo hình số 13 750.000. Mấy dề này cô chú anh chị nhìn theo cái mớ thân già của nó này. Đấy, còn rất nhiều mắt ngủ thoải mái cô chú anh chị, về kích nhân giống thì tuyệt vời luôn đấy ạ. Đó, như cái mắt ngủ to đùng này. Hình này em bán với giá 750.000. Hình tiếp theo hình 14 với giá 600.000. Cũng rất là nhiều thân già kèm theo. Hình số 15 với giá 540.000. 540.000 này. Hình số 15. Hình số 16 với giá 800.000. Dề này cũng có hai thân tơ cô chú anh chị nhé. Hai thân tơ đây ạ. Và hình số 17 với giá là 3 triệu 500.000. Mới dề rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Hàng lá nhựa. Chắc chắn bông hoa rẽ xa ra sáp bóng rất là đẹp. Dề này cô chú anh chị nhìn thấy là còn 3 thân có lá và 3 thân là không có lá nhé. Dề này em bán 3 triệu 500.000. Đó, 3 triệu 500.000 có 6 thân hoa tất cả. Và bên này là đen rô úc mắt đen. Đen rô úc mắt đen, một cái dòng hàng mà có mặt hoa cực kỳ là đẹp và rất là giá trị trên thị trường. Cái giò đen rô úc mắt đen số 18, hàng đang nụ đấy ạ. Hoa rất là bền, bông hoa cực kỳ là to và rất là đẹp. Nó giống với quả hoa đùi gà nhưng bông hoa của nó sẽ to hơn và cái sắc tím của nó sẽ đậm hơn rất là nhiều cô chú anh chị nhá. Hàng này toàn thân hoa như vậy này. Đó, cả những cái kỳ nữa này. Rất là nhiều kỳ về cô chú anh chị, nhân giống thì tuyệt vời luôn. Cái giò này hình 18 em bán 600.000 cho giò này. Hình 18A, hình 18A cũng vậy cô chú anh chị nhìn cho em. Rất là nhiều thân hoa. Nhiều thân hoa đây ạ. Đây ạ. Đang ra nụ hết như vậy này và nhiều mầm tơ, cũng có cả rất là nhiều mầm tơ như vậy. Giò này em cũng bán 600.000. Và bên này là em còn có duy nhất hai giò già hạt Pháp thôi cô chú anh chị nhé. Giả hạc Pháp ạ. Hàng này thì cô chú anh chị xem trên nhiều nơi, cô chú anh chị cũng biết rồi, cái giá của nó thì không có hề rẻ. 7-8 thân, em thấy là nhiều nơi người ta bán 7-8 thân cũng rơi vào 8-900 nghìn rồi. Thì những cái giò này em đây, cô chú anh chị nhìn cho em là hiện tại cũng đang bắt đầu sưng mắt nụ hết nhá. Đó, thân căng mướt như vậy này.
đang nứt mắt nụ hết như thế này. Cái giò này giả hạt Pháp này có 2, 4, 6 6 thân ngắn dài, 6, 7 thân ngắn dài gì đó. Giò này em xin phép được bán với giá 300.000. Hình tiếp theo là hình số 20. Hình số 20 cũng có bao nhiêu nhỉ? 2 này, 4 này, 5 thân hoa. 5 thân hoa hàng đang chi chít nụ, rất là sai nụ luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, hàng này riêng dòng này thì hoa vừa sai mà bông hoa thì cực kỳ là to nhá. Cái hình số hình này em cũng bán với giá là 300.000 cho hình số 20. Sang bên này là em có một số cái giò dáng hương đuôi cáo rất là đẹp. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhìn này. Hàng này thì chắc chắn là cô chú anh chị chơi hoa xuân tuyệt vời luôn nhá. Hàng bản địa nhà em ghép ạ. Hàng này thì nó chắc cũng hơi khó vận chuyển một tí xíu, tại vì là em trồng bằng cái chậu sứ này. Cái chậu này có 3 3 thân như vậy, chậu cáo 3 thân. Lá cây rất là khỏe, đẹp này. Em bán giò này với giá là 250.000, mà nhà em thì không có kích, chỉ có dùng dùng một ít phân dê thôi cô chú anh chị nhá. Không có kích kỳ, không có gì nên là về trồng và thuần rất là lâu rồi nên là cực kỳ là đảm bảo cho cô chú anh chị luôn. Hàng này về cô chú anh chị chắc chắn là sẽ có một giò hoa để chơi mùa mùa cáo này. Tuyệt vời luôn đấy ạ. Đấy cũng có, nói chung là hàng dừng về. Mình ghép lâu rồi nhưng mà nó cũng có một số lá nó bị sâu cắn này, em cũng không cắn, không không có cắt đi, kệ nó nhé cô chú anh chị. Giò số 21 này em bán 250.000, cô chú anh chị nhìn cho em nó quá tuyệt vời luôn. Hình tiếp theo, hình số 22. Giò số 22 này cô chú anh chị nhìn này. Một cây lớn và rất nhiều cây con, một cái thế. Một giò cáo cái thế rất là đẹp luôn. Giò này em cũng bán 250.000. 250.000 cho giò này cô chú anh chị nhá. Có thể có một số lá nó có hơi lỗi. Đấy, cái hàng dừng về mình nó ở dừng về vận chuyển dừng về thì nó đã bị rồi và em không cắt đi nên là giữ nguyên lại thì nó cũng sẽ có những cái sự như vậy nhá. Cô chú anh chị nhìn cho em. Chậu rất là đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 23. Đấy, chậu cáo số 23 này có 4 thân hoa, bản lá to, xếp đẹp như vậy. Em bán giò này với giá là 280.000. 280.000 cho giò số 23. Hình 24 là một cặp đai châu. Một cây cây số 1 này đang hai nụ này cô chú anh chị này, về chỗ cô chú anh chị chắc là sẽ bung rất là nhanh đấy ạ. Cây số 2 đây, cây này một nụ thôi. Đó. Hai cây châu này em bán thanh lý xả với giá 220.000. Hình số 25, hai cây châu này có vòi hoa tím ngắt luôn, cây châu Thái nhá. Đây, hai cây đang, cả hai cây đều đang có nụ này. Ngắm hoa cái mùa này không đã thích rồi ạ. Cái cặp châu này nó có lỗi, cũng có lỗi lá ở đây như thế này cô chú anh chị nhá. Em bán 150.000. Và ở đây em có một giò trầm rồng đỏ duy nhất 3 thân hoa. Đấy, nụ đang nứt rất là đều luôn cô chú anh chị này. 3 thân rất là nù. Một giò trầm rồng đỏ 3 thân rất là nù như vậy, em bán với giá là 600.000. Còn một giò duy nhất này thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này là hình số 24, 27 này. Hình 27 là một cái giò trúc Phật Bà. Hàng trồng thuần cô chú anh chị nhá. Cái giò này thì đang nụ. Nụ này rất là lớn rồi, chắc là sẽ nở đúng Tết luôn. Nó đã tách nụ như thế này rồi. Nụ này thì có vẻ là bé hơn này. Cũng đang lên mầm cô chú anh chị này. Cái giò này em bán với giá là 160.000. 160.000 cho giò trúc Phật Bà số 227. Giò trúc Phật Bà số 28 cũng có hai tay hoa. Đó, hai tay hoa và mầm cũng đang lên này cô chú anh chị này. Đó, hàng thuần. Chậu này em cũng bán với giá, em đã gắn phân dê sẵn rồi này, em bán là 160.000 nhá. Và đặc biệt bên này thì em có hai cái dề phi điệp tím hàng thân vàng nhá, tỷ lệ đột biến sẽ cực kỳ là cao, thân vàng óng luôn này. Những cây như thế này không có nhiều ạ. Và cho cô chú anh chị bắt xổ số với cái giá khá là cao, 1.500.000 cho cái hình số 29. Hình 30 cũng thế, cái dề thân vàng óng luôn, em bán với giá là 1.500.000 cô chú anh chị nhé. Và ở đây em còn có cái dề phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Hàng đang chi chít nụ này. Bình thường giá trên thị trường người ta bán mỗi một thân phải trên 300.000. Hàng chuẩn hoa. Đấy, chuẩn hoa hiện tại đang sổ đây ạ. Mặt hoa đang sổ đây cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Đẹp lung linh luôn ạ. Hoa cực kỳ là thơm.
Cái dề điệp 5 cánh trắng họng hồng này có 7 thân hoa tất cả như vậy. Em bán với giá là 1 triệu 700 nghìn cô chú anh chị nhá. 1 triệu 700 nghìn. Nụ đều tăm tắp luôn. Đó. Hàng này về chỗ cô chú anh chị ấm thì nụ này nó sẽ lớn nhanh và chắc chắn là sẽ nở đúng chuẩn Tết luôn. Có một cái thân này nó bị gập nhé cô chú anh chị, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến cái sự phát triển của nụ cũng như là của kỳ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại hôm nay bên em có ạ, và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Xin phép dừng clip ở đây ạ.